Thuế bất động sản khác nhau không chỉ theo vùng, mà còn theo quận, thành phố và thậm chí là ở những ngôi làng nhỏ, có nơi người dân phải trả thuế cao gấp 8 lần cho cùng một ngôi nhà so với ở nơi khác. Nói một cách đơn giản, người dân trả thuế theo loại tài sản, số tiền tăng lên theo quy mô của thành phố và nhân với một con số do đại diện thành phố đặt ra. Ví dụ ở một ngôi làng dưới 1.000 cư dân, người dân có thể phải trả thuế bất động sản là 300 kurun cho một ngôi nhà. Một trong những nơi có mức thuế thấp nhất là làng Inachovice ở Brno Venkov với mức thuế bất động sản là 350 kurun. Tuy nhiên, nếu ngôi nhà ở cách đó vài km, thì chủ sở hữu phải trả thuế cao hơn gấp 3 lần. Ở Olomouc sẽ cao hơn gấp 7 lần, ở Černošice gần Praha cao gấp 8 lần và ở Karlovy Vary gấp 9 lần. Theo đề xuất mới của chính phủ, từ năm tới thuế bất động sản sẽ tăng lên, đồng thời một phần số tiền thu được từ thuế bất động sản sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước, một số người sẽ phải trả thuế cao gấp đôi, trong khi những người khác phải trả thêm 20%. Đối với một căn hộ 70m² ở Praha, mức thuế sẽ tăng từ 1.700 kurun hiện tại lên mức 2.500 kurun. Ở Plzeň hay Brno, thuế có thể tăng gấp đôi. Thị trường các thành phố phản đối mạnh mẽ các đề xuất này. Theo họ, nhà nước đang lấy nguồn tài nguyên không thuộc về họ. Có người cho rằng gói tiết kiệm của chính phủ có thể là trái với hiến pháp.